Hai cho con mình là Linh đây. Ôi thấy nhiều anh em bảo cái khẩu là S VIP này nó đánh AI cực kỳ là mạnh luôn. Thế cũng hơi bị nóng ruột nên là sáng ra mình còn chưa kịp đánh răng nên có khi là mồm hơi thối. Anh em thông cảm nhé. Bây giờ mình sẽ test thử cái này với cả cái Nunchaku này. Đó, mình sẽ chơi cái chế độ AI xem như thế nào. Ok. Đây là cái khẩu Snip mà mình thấy dị nhất từ trước giờ. Nó có cả tâm cơ. Nhưng mà chỉ AI thôi anh em nhé. Nên là anh em nhớ anh em lại tưởng bở cầm cái này đi tâm tiếc thì nó rất là có tâm hay không thì cũng không ăn thua anh em. Bởi vì là thường thường thì mình bắn snip mình hay chấm gọi là một là cái kem đánh răng hay là ít nước bọt lên màn hình bắn cho nó dễ mà. Nên anh em cũng phải học tập nữa. Ui anh em thấy không? Nhưng mà khi mà nó có tâm này thì nó bắn chuẩn như kiểu bắn như kiểu một khẩu lục bắn chậm ý. Mình cảm giác nó kiểu nó độ chuẩn như kiểu anh em bắn súng thường mà. Nên là cái này có tâm này nó cũng có khác biệt đấy nhá. Ok, mình sẽ thử cái chế độ S-VIP rồi. Chế độ SMG. Ui. Ui, bắn thì nó phê lắm nhưng mà đạn nhanh hết kinh khủng luôn. Ok, xem sẽ Nunchaku đợi đợi khi nào nó đầy nhé. Cái Nunchaku đấy nó cái tạo ra một cái kiểu mình hay gọi là cái nộ lòng cương ấy. Nó quay 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 vòng vòng ấy. Ok. Và anh em xem nhớ like và chúc anh em một ngày vui vẻ. Này cũng mới buổi sáng sớm rồi mà. Ôi, được cộng gì chưa? Chưa được cộng anh em. Cái F là cái gì nhỉ? Cái F hình như là nó tạo cung cung bắn ra sét đúng không? Vậy mình sẽ thử phát xem nào. Mình thấy khẩu UFP này bắn mạnh phết nhá. Bắn vào đầu hôm qua mình nhớ là trong cái clip bắn zombie ấy, bắn vào đầu mà nó mất 700 máu cơ mà. Mạnh hơn cả súng súng chính. Ghê nhỉ. Ôi anh em nói gì đi. Anh em để ý là nó không có cái kim mắc đúng không? Anh em để nhìn nhìn ở trên đấy, nhìn ở trên góc phải bên trên màn hình ấy, nó không hiện khẩu súng đâu. Kim mã thì nhìn cũng đẹp ấy. Đấy, nhìn hết sao kìa. Ok, mình sẽ thử nhé, mình sẽ thử xem nó tỷ lệ xem bao nhiêu viên, khoảng tầm bao nhiêu viên thì nó sẽ bấm F gì đấy. Bấm F để phóng chớp liên hoàn. À, bấm F để phóng chớp anh em ơi. Anh em thấy nhá, em để ý được cái gọi là cái Iron Man ở cái giữa khẩu súng ấy, thân khẩu súng ấy. Ôi đạn rồi. Ôi bắn phê quá. Đây, từ từ đợi đợi nó đông đông. Nhưng mà thôi, để vào đợi hiệp sau đi, hiệp này sắp hết rồi. Ôi, bấm F để tạo nó sẽ tạo anh phải để mình một chút, mình vừa đấy mình vừa để ý nhưng mà nó hết mất rồi. Rồi mình giết giết nó cái mấy con này đây. Cái khẩu súng này là khẩu súng đặc biệt nhất bởi vì là trong cái chế độ nào nó cũng không được tăng đạn đâu. Thường thường những khẩu súng trong AI nó sẽ được tăng được nhiều đạn đâu nhưng mà cái khẩu này nó kiểu nó giữa hai khẩu, nó hai dòng mà. Xem mình sẽ nghĩ là tăng cái gì đây. Chắc là tăng tiền chứ thôi. Tốc độ hồi phục này. Đây, tăng nhiều vàng để có tiền mà tiêu anh em. Để tăng sát thương này. Ok, mình sẽ vây 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 chúng nó vào đã. Đây, cái Nunchaku đâu rồi? Cái nút cho cu khi mà mắc tiến hóa ấy, phải nói nó cực đẹp luôn anh em ạ. Ok mày đi đâu ấy? Mày thích chơi lạc loài không? Đó. Ấy bấm cả F luôn kìa. Ui. Nhưng mà kể ra phần đến một cộng cộng dao ấy nhỉ, cộng dao thì nhìn nó ngon hơn đấy. Ôi, anh em nhìn để ý F nha. Ấy, nó sẽ cái khẩu thân của súng nó sẽ tạo ra một cái luồng điện. Như siêu nhân điện quang. Ok cái đấy hồi hồi nhanh lắm ấy. Cái hồi ép ấy, hồi ép nhanh cực. Thế tức là cái khẩu súng này có hai loại ép, một loại ép để dòng cho súng kiểu như nó bắn bắn ra một cái của quả sét nhỏ nhỏ ấy. Xong một ép nữa là nó bắn đây nó sắp đầy rồi này. Ui. Ok. Anh em để ý nhá. Một đấy đấy là một ép, ép đầu tiên này, cái ép thứ hai này. Đây. Ấy em để thân của xuống không? Mình sẽ có một cái set này. Nhưng mà mạnh đấy. Chứ bị hai thằng này nó hấp diêm. À, chết tôi rồi. À, người đã to rồi, rồi. Mình đã chân điếu tay mềm rồi, có lúc ép vào tường mới khổ. Ôi, cộng dao đi. Mình sẽ cộng dao xong đợi cái Nunchaku này lại quẩy thôi.
Mạnh phết nhỉ. Đây cái ép đầu tiên đây. Ok mình sẽ thử cái này đi. Cái này anh em để nó 4-5 viên vậy thôi, nhưng mà khi mà anh em bắn một viên ấy, thì nó sẽ mất 3 viên. Tức là nó chỉ là, tính ra thì nó chỉ là 15 viên thôi. Nhưng mà 15 viên đối với Sniper cũng là nhiều rồi, cũng ok đúng không? Mạnh nhỉ. Cứ phải sấp mấy luôn. Bắn sướng thật chứ. Kể ra Diablo bắn được như này thì hay không? Ủa cái này bắn sướng thật. Đấy mất 3 viên một lúc này. Thay đạn cũng nhanh luôn. Ôi, đè ép mình sẽ thử đè ép cho như nào. À quên. Bấm V nhá, anh em bấm V để nó chuyển. Đấy, nhìn này. Ui, nhìn nó lạ kìa. Ui, cái ép đấy nó làm ra một tia điện nó lan lâu hơn. Anh em để ý xem nó được mấy con. Ấy, nó lan dây chuyền đúng không? À, núi cho cu đi rồi. Quẩy lên anh em ơi. Rồi. Rồi mình sẽ chơi dòng MG đi cho nó nhanh. Đó. Trời ơi. Đã gì đâu. Khẩu này luôn luôn mang lại cảm giác thiếu đạn. Thiếu thốn nên là tinh thần đấy. Đấy, hết bố đạn. Bắn chưa kịp đã gì. Ui, chém thứ tư à. Em sẽ cộng gì ra nào. Anh em nghe là cộng máu thế nhỉ. Chắc phải cộng máu rồi, buộc phải cộng thôi. Tí nó hấp diêm ấy. Có kẻ đột nhập. Ui. Anh em có khả năng này mà. Cái này ở chế độ U 3000 kìa. 4000 máu. Ở chẳng hạn chế độ snip thì nó chỉ được khẩu snip thôi. Còn ví như chế độ đặc biệt mà. Úi dồi. Ui bắn sốt đấy cả ruột. Sót thế nhỉ, 9000 máu. Kinh thật. Ui. Cố gắng vào đầu nó. Nó bắt đầu hình như là 9000 đấy. Sao bọn này nó cứ đuổi mà nó không. Ui nhìn đằng trước kìa. Em nhìn nhá. Em lên. Đó. Ui phải đến sắp 3-4 con liên tục nhờ. Kiểu nó xuyên ấy, nó xuyên. Cảm giác nhìn thật là đã. Cái nút cho cu đầy rồi này. Nhưng mà nó ít rom rồi. Cộng được chưa? Cộng dao để cho nút cho cu nó mạnh. Hai cái vũ khí mà em phải nói là đánh AI cực xương. Kiểu nó cái chức năng của nó, đặc biệt của nó rất là hay. À là để cái con nhìn coi mà chạy như một con điên này. 9800 máu nha anh em nhìn nhá. Kinh vậy. Ok. Bọn này chạy đâu đây? Ok. Là để anh phải nóng. May để chạy. Ôi phê. Ok cầm cái đu cho cu quẩy đấy. Quẩy lên em ơi. Ui lan, nó lan cực rộng rồi. Ui. Ý để bị nó hấp diêm. Cái con này nó mạnh quá, về sau do nó mạnh nên nhìn chém nó không thích. Ui nhìn nó đằng dưới kia đông chưa. Ý, không nó phá nữa, bùng lụa bây giờ. Rồi. Xuống lên. À, ừ nhiều anh em bảo nó giống khẩu 9A91 bên CF, đúng thật, mình cũng có nhận là nó thì giống kiểu thay đạn ấy. Thế này là khẩu 9A91 kiểu nó nâng cấp lên, nó nhìn nó đẹp hơn một tí. Em nào. Nhìn nó xả nhanh nhỉ. Phê thật. Tôi xem có gì ở cộng nhá. Có bom này. Đây cộng móc vũ khí chính này. Hồi phục.
Ê, có cái di chuyển này hay. Sẽ phụ ý chính, ok. Ô, bọn kia nó móc lốp kìa. Đứng lại, anh đây bị bắt. Trời, ô kìa, nó vẫn là còn đây này. Ôi nhìn đã thật. Ui đằng chưa đông chưa kìa. Ok mình nghĩ cái nuôi cho cú chắc được rồi đấy. Ok. Đợi đợi là một tí nữa. Rồi mình sẽ vây vây tất cả chúng nó vào. Đúng rồi bới vào đây. Mấy con rơi. Nhìn đâu ui cái này có con to to này chắc không giết được đâu. Một chiêu chắc không giết được. Vậy đầu tiên này. Phải bài bản đúng không? Cho cô con này. Ui, mình biết ngay kiểu gì cũng khéo. Đứng lại. Ui giờ nó mạnh quá, bắn nó không chết được luôn. Như này đỡ tốn đạn này. Mà bắn nó đảm bảo bắn cũng chết luôn. Ui nó lan điện tự chết nhau kìa. Nó phải lan một lúc ấy, nó kiểu nó cứ tự lây 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 kiểu rồi kiểu hiệu ứng của điện ấy. Ôi, bắn thốn nhá. Ôi sao mình bắn vào bắn ngực nó hiện máu đỏ. Ờ xem nào. Cậu cái này này tăng vẫn để tăng vũ khí chính tiếp này à sát thương đẹp. Ô đây có sát thương sét này. Ô giờ mình mới biết rồi để hai con này hai chị này mày ra đây mày chơi đi. À đúng rồi chơi chơi cái này mạnh hơn này, mình nghĩ là cầm cái này khủng hơn. Ôi 16.000 máu à, ôi vãi bắn cực thốn luôn. Ô bắn có mấy viên là chết luôn anh em ạ. Này có anh em nhìn máu nó chảy không? Ồ, quá là kinh. Múa đấy. Múa đấy. Múa đấy. Ủa lần đầu tiên mà mình cảm thấy giết con này nó dễ. Bởi vì mình thấy nó cái con đấy khá là trâu. Tất cả là nó nhiều nên di chuyển nhiều ấy. Ghê thật. Tăng 30% vũ khí này. Mình sắp chuẩn bị là thành thần rồi. Đây là đánh nhanh nhanh nào, đánh xem con boss đánh như nào. Cái nút cho cu được rồi này. Múa phát nhỉ. À, vào đây, cái con cửa hó kia mà chạy đâu đây. Ôi. Ôi rồi, chuẩn đi vào trong đi. Xuống lại. Thôi thôi anh ơi, em bị lỗi rồi. Ủa nó vây đông quá. Nên nên đổi 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 sang cái này không nó phá nát nhà rồi. Bắn này cho nhanh đi. Ôi, khô máu luôn này. Ôi nó phá nhà, nó phá nhà. Ở cửa khó này chơi rất là mất dạy nhé. Người ra đây mà toàn đi ra cắn trộm ấy. Nó rõ là mâm này không có chó. Ok nó vẫn còn đi. Ôi đây 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 đây. Ủa cửa kia này đông đông nhờ. Nó toàn cái con chạy nhanh ấy. Cái con cửa hó này chừa cái tội cắn trộm đi nhá. Đây 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 ép lên ép lên. Đừng ngồi bới vào đấy nó vẫn còn ở dưới kìa, chuyên gia cắn trộm. Phải giết cái mấy cái con này trước đi không nó cứ đục 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 nhà. Ok nuôi cho cu chưa được, vẫn chưa được à. Nó nhiều thế. Cứ đúng cái hiệp gần cuối này lúc nào cũng nhiều. Logic của mọi người mấy chiếc AI. Với nhìn đen này. Phát nữa. Ấy, cái điện nó lan lây nha. Cái chiêu F của nó lây ra một cái tia điện nó lây ra mấy con liên tục. Đây là cái chiêu đặc biệt của chế độ AI này.
Ui 1000 máu kìa. Ui nảy lên 1000 này. Ui 1500 rồi. Đáng sợ thật. Ok em cho nó phát, cho nó khỏi chạy. Ui Nuchaku được rồi anh em ơi. Quẻ thôi. Đâu rồi? Nào chơi đấy. Ui nó mạnh quá. Ui nhanh lên, con thua rồi. Nó đông quá. Kịp không, kịp không, kịp không. Trời vẫn còn à. Ôi hiệp này sắp thua rồi. Nào. Tại vừa nãy mình nghịch. Mình nghịch khẽ cái chức năng đặc biệt. Nhưng mà bây giờ kiểu do nó mạnh rồi nên là chém không chết. Mất bao nhiêu thời gian trên để tạo để set này, sang được set nó tăng mạnh hơn này, quên đánh boss rồi này. Mình nghĩ là đánh boss thì chắc chỉ cần cái khẩu snip này thôi. Snip bắn ghê thôi. Boom. Anh em để ý xem được bao nhiêu máu nhé. 6k. Ui. Uầy. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bắn cái cục này nè. Ui. Okay. 1600 rồi, này đây 1000. Dòng FMG mà được như này là quá mạnh em ạ. Uầy. À ừ, nó lôi mình gần. Uầy. Để chết 2 phát liên tục ạ. Đây, thanh điện. Uầy. Nó kéo mình xuống lên này. Rồi mình sẽ thử chơi Snip này. Chơi nó. Đây. Mà Snip này nó sắp chết rồi. Ủa, nhưng mà con chữ tỏ này nó lì phết đấy. Lì đòn. Chết. Trời ơi. Yes. Rồi ok. Cảm ơn anh em xem đến cái đoạn này. Nói chung là chơi cũng mất khá là nhiều thời gian cái chế độ này. Anh em xem nhớ cho mình cảm nhận với cái khẩu Elvin này về chế độ AI nhé. Rồi, bye.